được một đống luôn. Có gì rồi sao tôi cầm này, cầm đi. Cầm chim sao? Đây, đây, giật nó dữ vậy. Ấy gọn. Dưới này nhậu cho. Này, này mặn cho mỗi tay luôn. Còn nằm nghe mùi thơm. Quá thơm à. Này à, gần xong rồi được rồi các bạn ơi, gần chín rồi. Ơi, giờ mình dọn lên này nè. Gấp ra đi bạn ơi. Cái này à, chim à, sâu nhiều hơn ngày nấu cháo. Này chỉ có mấy tay mình à. Hổm ngon quá, giờ mình đi bắt thêm làm món mới các bạn. Giờ là món khìa. Này lại nhà bạn chứ không phải nhà của ông anh. Thôi gấp miếng ăn anh Tư. Quay coi bán miếng à. Bước miếng coi ngon không? Đây. Rồi. Một ly con. Dùng xong nước bằng tháp. Một ly con. Vô. Rồi, một ly con. Nửa ly con chứ. Ở nay ăn mồi hơi mạnh hơn bình thường đi. Rồi. Ừ. Ừ. Dính rồi. Này quá trời nhiều luôn các bạn ơi. Nó mới bay vô lưng con kìa. Hai ba quay. Này quá khá nhiều rồi. Này miếng đá miếng lúa cuối cùng nè. Cùng mà cắt ra ban đêm máy là cắt luôn các bạn. Thấy một con nữa nè. Nay mình hành quân tiếp tục bắt ốc chim các bạn ơi. Về làm món khác. Đó mình nấu cháo rồi. Nấu cháo với khìa. Đây là món nướng hay gì á, cha cũng nói á. Nướng hả? Dạ. Nhiều nướng ha, uống bia đi. Cha ông nói đem bếp lên nhà nướng hay vừa nướng hay chuồng nào chín hay quất. À bữa ha. Dạ. Ơi nó bị mất trên đầu kìa. Chim sâu này nó nhỏ nhỏ không à. Nó bự sáng nha các bạn. Rồi gan con nằm đó kìa. Rồi. Mấy con chim này nhỏ chứ nó giòn lắm các bạn. Này xuống đây đi. Để xuống đất đó thử. Nay mình mở cuộc hành quân bắt bữa cuối cùng. Mời nghỉ đây. Mời hết lúa cắt rồi. Mỗi tay mỗi chân. Kìa kìa. Dính nữa rồi. Đây đây. À, bắt con chim nhỏ nhỏ. Cầm hai cái miếng anh đồng. Không đồng được. Cái trên cái dưới không đồng. Cầm dưới đây nè. Chim chim không. Bắt được một đống luôn. Chim này quá trời nhiều luôn rồi các bạn ơi. Hai ông bạn này ổng vất vả lắm mới để vô bao nè. Cầm một nắm luôn. Đây có ông anh này cũng bắt nè các bạn. Nay mình đi tới 4 người thì bắt lận. Khi mà cầm tẻ ra ruộng đi vòng vòng đó. Mình bắt cầm chừng nào không nổi cái mỗi tay. Nhiều quá đó mình phải đem về một cái bao à. Vậy vì mình đem con cái cho nên mà phải gom lại các bạn. Chim này nhiều lắm. Rồi mắc kẹt cái đầu con chim đi. Cầm chim không. Quá đẹp. Đây con chim nó nằm nè. Thấy không? Thấy.
nè, chụp đổ một hồ luôn các bạn ơi, quá dữ rồi. Chụp con này thấy con kia kế bên nữa rồi. Chín rồi. Chín đây. Cầm hết nổi luôn rồi. Quá dữ rồi. Này đem lúa cuối cùng nè. Nó chìm nó hộp về đây đám lúa nè các bạn. Chứ lạch. Mình kêu đi chung chung đừng bỏ vô không hoa ruột hết. Nó chờ đuổi bắt. Dính. Đây. Rồi rồi rồi. Đây đây, giật nó dữ vậy. Ấy rồi. Cầm nhiều nó quá nó ruột. Nó bắt không chín. Úc, không bỏ vô áo. Cha con cũng bắt nhiều quá không bỏ áo. Coi nhà áo luôn hả? Hả? Một bầy luôn. Quá xa luôn rồi xui. Dùm sâu. Rồi. Cha ăn cầm á. Không cầm. Tại nào quay. Quay gần gần. Gần gần á. Nó nhát mắc cỡ. Cha ngồi luôn rồi. Xa cái nó mờ không có thấy. Dưới thì nhậu cha ơi. Này, này mận cho mỗi tay luôn. Này còn nằm cái bên này thấy không? Từ không. Thấy không? Rồi cái đèn vô cái nó sáng vậy, đèn mà không ăn kịp. Mệt quá. Hết rồi. Một nặng luôn. Bao luôn. Ôi trời mỗi tay quá. Ú ú ú tưởng cầm mà cứng tay luôn á. Như này nhiều lắm. Trời còn nhóc vậy. Lâu lâu mới có dịp được đi bắt chim. Tới mùa cắt lúa mới được đi bắt mà. Ok. nó bay lại luôn. Thấy con nữa rồi. Bay luôn rồi. Đỡ một hơi hộp luôn. Nửa sọt đi mình để dành ăn. Này mỗi ngày mai cái tụng đem theo sao chứ. Cầm hồi đơ cái tay luôn. Nhổ một cách nó, nhổ một cách nó không có bay được. Cầm dưới dưới hồi mỗi. Nhổ mấy con tay. Thấy cái nó bay nó nhát. Học. Thôi bắt con này nữa mình đi về các bạn ơi. Mần cho kịp chứ để khuya quá mình ăn không ngon. Thôi mình về các bạn. Đi qua Úc nè. Giờ mình nướng chim luôn các bạn ơi. Vừa nướng vừa uống bia luôn. Cuối luôn đấy. Đây gọi cho thấy được. Thế nào? Hả? Đây. Đây dĩa chim nướng đây. Có lửa than kế bên vừa nướng vừa nhậu luôn các bạn. Bỏ chén đi. Đây. Uống bia đã rồi, uống rượu hôm nay uống rượu rồi, nay uống bia. Giờ 8 hả? Giờ dưới 8 nè. Giờ dưới 8 rồi, giờ 8. Nó xuất hiện cái viên dĩa tại đây. Cho bia vào. Bia vào cái ly các bạn, cái ca các bạn. Chạm rồi. Qua luôn đi Lạc ơi. Để trong đó đi, chút hai vợ cháu mình. Đây dĩa chim nướng. Sạch tế. Lấy cái này lật lại đủ nghe nó kẹt quá vậy. Bạn nó uống rượu rồi các bạn ơi, mình uống bia nó uống rượu rồi. Nó làm đế à. Sao uống này rồi vô miếng chim nướng các bạn. Này quay lên lên cái này coi. Cái này hấp dẫn hơn nè. Chấm đây. Chấm cái nước cơm. Chấm rồi. À, cắn cái đầu luôn. Chút miếng rồi ngọt ngắt không? Quá em. Đây dĩa này chín là thành phẩm rồi các bạn, còn kia đang lên bếp nữa. Chuẩn bị nữa. Vô mày.
Nè Nhi lấy chén nè, lấy gắt ra. Vô bạn ơi, mời nha. Lấy hồn bà tao bỏ gì không? Đâu rồi, đi kia đâu rồi? Đấy, bỏ lượng ngọt đi. Lột ngay à, suốt con chim này các bạn. Quá ngon. Vô. Đang khát nước mà uống bia nó ngọt dữ lắm mà. Làm nãy giờ cũng mệt rồi. Giờ tới ăn đi. Bắt con chim ơi, bắt chim sâu nướng giờ. Chấm nước tương các bạn, giấc tối rồi mình làm rồi. Làm sơ sơ rồi, vậy à không? Được. Hơi lạc không? Đâu lạc. Được, giờ có sao ăn vậy đi, cái này nó ngon sẵn rồi. Vô mời các bạn, hai bạn nó ăn mình nó uống. Vô mà. Vô. Vô. Đã. Quá ngon. Rồi, tôi ăn luôn xuôi. Mời các bạn. Nay giờ rỡ cái đèn xuống đi. À. Có bật lửa cái bên mình vừa nướng vừa nhậu luôn các bạn. Này chăng lên à. Chăng tròn. Năm được một lần á. Cái này năm được ăn lần. Cái gì? Mùa lúa ăn được lần, hàng năm. Mùa lúa kia ăn bao hả? Mùa lúa có hả? Vậy là mấy cuộc săn bắt chim sâu của mình đến đây là hết rồi các bạn. Hẹn các bạn vào các clip sau. Và nhớ hãy ủng hộ kênh nhé.